Alo, xin chào tất cả anh em. Trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm một cái thanh đao từ gỗ. Đầu tiên là bước đầu tiên là để mà làm được một cái thanh đao từ gỗ thì chúng ta sẽ phải kiếm một nguyên liệu để chị nhỉ. Thì ở đây là mình có vào tìm được một nguyên liệu, đó là một cái khúc gỗ như thế này. Anh em có thể quan sát toàn bộ cái khúc gỗ. Cái khúc gỗ này nó sẽ dài cỡ trường tầm của nó 20 này, 40 này, 60 này, tầm 60 đến 70 cm đây, anh có thể quan sát rất là dài. Và anh em phải để ý cái vấn đề là trên cái khúc gỗ này nó phải có một cái hình dáng tương tự cái con dao anh em muốn làm anh nhé, để nhìn này. Rồi sau khi tìm được cái này thì chúng ta sẽ phải định hình lại cho nó, là chúng ta sẽ tô lại màu thiết các thứ để làm sao chúng ta biết được rằng là con dao này chúng ta sẽ lấy đến phần là đầu tiên là mình sẽ vẽ lại, phác họa lại khung hình hết cả một con dao này. Để như vậy, đầu tiên này anh em sẽ phác họa lại khung hình này. Mình sẽ vẽ lại từng cái chi tiết một đây. Mình để dịch đến đây cho anh em có thể quan sát. Mình sẽ vẽ lại từng chi tiết một. Đầu tiên là cái phần này mình sẽ lấy từ dưới này. Đây, từ dưới này thì con dao này mình sẽ định hình của nó là nó sẽ vót lên trên này, thì mình sẽ lấy từ đây, nó hơi thuôn thuôn một tí đó, từ dây này vẽ lại. Rồi nó sẽ ăn chạy, nó ăn chạy từ đây đến đây, dịch ra này, cái chui dao, cái chui dao của mình nó sẽ là ăn từ đây đến phần này, đây. Chui dao đến đây. Còn phần còn lại là sẽ cái chui dao của mình. Đó, mình sẽ lấy hết cái phần dài. Sau khi mà phác họa định hình xong cái này thì bắt đầu chúng ta sẽ phải đi rổ bỏ đinh này. Những đinh ở đây là chúng ta phải rổ bỏ hết đi. Rổ bỏ đinh là làm sạch bề mặt. Để rổ đinh này mình sẽ lên lấy cái đầu tiên chúng ta sẽ phải dỡ bỏ hết những cái đinh này. Dịch ra đây cho anh em xem.
đinh này nó rất là yếu mà nó lại không 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 thẳng được. Thì để xử lý những cái fan như thế này thì chúng ta sẽ cắt ngang, chúng ta đẩy xuống đây, cắt ngang. Ngang mà không được. Ta thử hai cái đinh rồi đặt rất là chắc chắn anh ạ. Đây rồi này. Mắt. Sau khi mà anh em xử lý xong cái vấn đề đinh rồi, bây giờ chúng ta sẽ định hình cho nó, chúng ta sẽ phải kéo cưa lại hết những phần này này. Thì ở đây là chúng ta sẽ đẽo nha. Em sẽ đẽo cho mọi người xem. Ta sẽ đẽo lại hết phần này. Đây định hình này. Theo hình của nó này.
phần này anh em chú ý cẩn thận không? Ăn nó lại ăn phải đúng cái đường này nha, để anh em nhìn quan sát này. Đúng cái đường đấy, ăn sâu quá vào nhìn sao nó mất đẹp. Không đẹp. Cần thể nhìn rồi anh em nhìn quan sát này, nó bắt đầu thành hình lợn xuống đây quan sát này. Đó cái phần đầu này nhá, thì anh em không được vớt nhọn mà phải để tù tù này, thì khi để mình tí mình cái tì này nó dễ để chơi nhỉ. Đó, như này. Đó bắt đầu nó thành hình rồi. Còn đến cái phần trên này chúng ta sẽ lấy theo một cái đây, chúng ta vừa nãy như vừa nãy chúng ta đánh dấu. Thế này chúng ta sẽ đến lấy đây, thì còn phần dưới này nó là sẽ là cái chuôi. Đấy chưa nhỉ? Thì bây giờ là chúng ta sẽ đánh dấu từ đây. Chúng ta sẽ ăn vào một tí, chúng ta sẽ dùng cưa. Chúng ta sẽ cưa vào một tí đây. Đấy nhá. Đánh dấu vào đây. Cưa vào đây. Thank you.
sau khi anh em cưa xong nó sẽ có một cái vệt như này, vệt đánh dấu ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đẽo ngược lại này, từ đây ăn xuống. Để gì nhỉ? Chúng ta sẽ đẽo ngược lại. Đây, chúng ta sẽ đẽo ngược lại nha. Nhìn ăn này, ăn vào đây, ăn vào thứ. Anh em nhìn này, bắt đầu nó ăn một thứ ấy. Nhìn phát là có vết khớp luôn. Sau khi mà anh em thành khứ xong thì anh em đặt ngược lại này, anh em sẽ đẽo phần dưới này thẳng cho mình để em phần này chui. Cái phần này là phần chui nhé, anh em sẽ đẽo thẳng xuống cho mình. Cái phần dưới này thì anh em để nó thon thon nhé, như này này, nó thon thon này. À, cái phần cuối mình sẽ cho nó phình ra một tí. Đây, phần cuối này mình sẽ phình ra một tí. Ra hình ra dáng rồi. Đây, anh em có thể thấy cái phần này nó sẽ mình sẽ phải vát lại chứ không thể để không như này nhìn xấu. Vát lại phần này.
chỗ này anh em phải đẽo rất là nhẹ nhàng, nếu mà đẽo mạnh quá là nó cắm hết vào lây nhìn nó xấu. Đẽo lại là ok luôn. Này anh em có thể thấy thấy rõ là thành này. Hình dài của nó như này. Cái tí chúng ta sẽ vót lại và để hẳn cái chuôi cầm là một cái đoạn dài như này thì nhìn nó rất là đẹp. Đoạn ngắn quá thì nhìn xấu. Sau khi mình ra câu phần thô xong về cái phần thô về cái hình dáng của nó này thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tinh chế lại cái phần phần viền của nó này. Mình sẽ vót lại để mình cho nó giống như kiểu tạo lưỡi đấy. Mới lại phần trên này chúng ta sẽ vót lại hết để gì nhỉ? Rồi để vót lại phần viền này, đầu tiên chúng ta sẽ phải căn cái đường viền ta lấy bút chúng ta sẽ kẻ cái đường viền. Chúng ta lấy bút kẻ một đường viền ở giữa nha. Sau đó chúng ta bắt đầu kẻ.
bạn. Ok. Đây là sau khi mà anh em chế xong cái phần mũi dao, anh em có thể quan sát. Đây, mình sẽ dịch cái này để cho anh em xem cho nó dễ đây. Là sau khi anh em chế xong phần lưỡi dao này, lưỡi của dao ấy, mình chế nhỉ? Đó, nó sẽ dài như này, cầm của nó sẽ như này. Sau khi chế xong phần lưỡi thì chúng ta sẽ xử lý nốt đến cái phần thân, đó, để chế nhỉ? À, cái phần chuôi, chúng ta vuốt nhỏ lại phần chuôi nhìn nó đẹp. Cái phần dưới này nó thừa, nếu mà dài quá thì anh em có thể cắt bỏ bớt nhá.
cứng lắm anh em, cứ ăn gần hết như này mà nó vẫn chưa ra. Nó mắc vào cái mắc này này này, cái mắt này rất là cứng này. Chắc được cứ thêm rồi, ok đó, cắt phát là lên luôn, xong luôn, đẹp luôn. Như này là ok rồi, vừa tầm tay. Sau khi mà anh em thấy nó ưng rồi, anh em sẽ post lại hết những cái này, sau đó là anh em sẽ đánh bóng lại cái bên ngoài này, và sau đó là chúng ta post lại một lượt nữa để ra hình thù. Bây giờ mình sẽ lấy lại bên ngoài này, đánh lại và đeo lại hết toàn bộ những cái như dạy dạy này để chúng ta có thể là có được một cái đẹp nhất, nó có một cái ngoại hình nhìn nó đẹp. Thì để đánh bóng cái loại này thì anh em có thể dùng viên giáp, hoặc ở đây là mình dùng viên đá mài cho nhanh.
tay luôn. Cái phần chui dao này, cái phần chui dao này thì anh em nên cho nó tròn lại nhé, sau khi mài xong nên cho nó tròn lại, cầm cho nó tiện. Rồi, nhìn ngon luôn.
Đi. Tạm thời thì nó như này là ổn đấy. Cầm này, chút cầm này. Đằng sau. Sau khi mà anh em xử lý xong cái phần này thì cái phần cuối này, phần thừa cuối cùng này, phần thừa tí tiẹo anh em bót lại, không anh em cứ bỏ cái này đi, một là cứ bỏ đây, chỉ để một khoảng như này thôi là đẹp. Ok, sau khi anh em cắt xong này thì nó sẽ thành đào với đúng tiêu chuẩn luôn đó, tầng này thôi, ngắn vừa đẹp 20 phân này, mẹ trên này tầm 40 phân là đẹp. Bây giờ này chúng ta đẽo lại hết những cái này là ok. Sau khi mà anh em đã có một cái sau khi anh em có một cái mô hình như thế này rồi nhá, đây mô hình như này, có một mô hình đao này thì bây giờ là chúng ta sẽ, vừa nãy là chúng ta đã làm thô, xử lý thô rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý tinh, là chúng ta sẽ dùng cái phần này để chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta đánh bóng làm sao cho nó nhìn nó bóng loáng, nhìn nó đẹp để cho nhà cầm, chúng ta sẽ cầm như này rất là hợp lý luôn. Cảm rất là đầm tay, đầm tay. Cái phần chỗ cầm này nhé, thì anh em chú ý là chúng ta sẽ phải để một cái khoảng này cầm này, nó đầm tay để cho nhận, phải để thừa ra đằng sau tí nhìn nó đẹp. Và trường hợp anh em muốn lấy thì anh em cắt bỏ phần này đi.
được, nhưng cầm mình muốn cho làm sao nhìn nó đẹp tí, mình sẽ thiết kế làm sao cái chỗ này nó thành cái cây cầm dài ngắn đó. Bây giờ là mình sẽ đánh nốt lấy đá mài, anh em lấy cái đá mài, anh em sẽ đánh lại hết những cái vân, những cái chỗ mà nó sần sùi như này, anh em đánh lại hết đi, nhìn nó đây. Tí đâu mà nó nhận thít này. Đây là phần chuôi, mình vừa mài xong phần chuôi nhận thín luôn này, anh em cầm này đỡ đầm tay, cầm này đỡ đầm tay. Bây giờ chúng ta sẽ đánh nốt cái phần trên này. Phần lưỡi và cái phần này. Sau khi mà anh em đã gia công hết xong tất cả những cái công đoạn như này thì bây giờ là đến công đoạn cuối cùng này, chúng ta sẽ bóp cái đầu nhọn này. Cái đầu này vừa nãy lúc đầu tiên mình chưa dám bóp nhọn, tại vì sao? Mình cần để mình tì, bây giờ mình sẽ bóp nhọn lại, nhọn thoát lại cho nó đẹp, để chưa nhỉ? Rồi bây giờ là chúng ta phải chế tác cái phần đầu này. Để chế tác phần đầu này mình sẽ dịch xuống cho anh em xem. Đó.
Ok, anh em có thể thấy phần đầu bắt đầu nó đã được nhọn lại rồi. Đó. Cầm như này là rất là đầm tay luôn này. Anh em đeo. Một thanh dao bằng gỗ để tổng tổng hợp lại toàn thành phẩm. Cầm tay nhẹ tay.